Đây là những cái hộp đá màu nha cả nhà. Cả nhà thấy cái cục đó không? 63 euro nha. Này là đá màu thật chứ không phải giả nha. Đó, trắng với màu tím. Đẹp không cả nhà? Màu cam. Và đây là chiếc xe 67 của những người ta làm ở trong tiệm, trong không biết cái làm đâu nha, nhưng mà để chiếc xe ở đây. Xe 67 đẹp hết cả nhà. Đẹp không? Bây giờ là bán vàng nữa nha. Có vàng nữa nha cả nhà. Người ta làm việc chứ người ta không có bán nha cả nhà. Không có mở cửa bán đâu nha. Ta làm cái gì của người ta trong đó đó. À, cái cục lớn nè cả nhà thấy không? 128 euro kìa. Đây. 63 euro cái cục này màu tím. À, cục này 49 euro. Cục này 128 euro nha cả nhà. Cái sản phẩm đẹp phải không? Ở đây cũng bán vàng nữa nha cả nhà. Vàng Lucky O đó. À, cà rá. Dây chuyền đao bông. Mắc lắm nha cả nhà. Bốn mấy, 50, bốn mấy không nha. Đây là tiệm quần áo. Dài quần áo. Đóng cửa rồi nha cả nhà, không có mở cửa. Đây. Đây là quần áo à, người ta không phải là đồ mới nha cả nhà. Đồ bận rồi đó nha. Không phải đồ mới đâu. Đây là đồ giả. Đồ giả mà bán mắc lắm nha cả nhà. Cả nhà mình thấy không? Đồ giả mà nó bán mắc ơi là mắc nha. Đừng tưởng là đồ giả là rẻ đâu nha. Mắc như cái gì luôn.
Một giây 40-50 euro không nha cả nhà. Đó, cái vòng đó, cái dây đeo chân đeo tay gì đó nha, hay đeo cổ gì đó, 45 euro. Wow, 25-30. Rồi, cái đá bông vậy nè, đá bông, hai cái đá bông này nè, trắng với xanh. Một đôi 45 euro nha cả nhà. Một đôi 45 euro nha. Đó, cho cả nhà mình thấy đồ giả đó nha. Mà mắc cỡ đó đó. Đây là quầy thành phố. Mình đứng mình review cái Hotel The Vin ở Cam Re. Tất cả đóng cửa hết nha cả nhà. Tất cả tiệm đều đóng cửa hết nha. Không có tiệm nào mở hết. Đóng cửa hết trơn. Cái parking để xe cũng ít nữa. Mỗi lần nghẹt hết luôn. Thành phố vắng lặng. Thành phố mùa Covid đóng cửa đợt 3 xe buýt. Không có chỗ nào mở cửa hết. Mình đi họp vừa xong. Đồ ngủ. Tiệm này cũng đóng cửa. Đây cả nhà. Đóng cửa ra hết trơn luôn, không có tiệm nào mở cửa hết nha. Ai có nhu cầu mua cái nệm không? À, cái giường nệm gối rồi luôn. Đây, nãy mình ở trên đó. Thành phố mùa Covid vắng tanh như chùa Bà Đanh. À, chỉ có tiệm mắt kiến, bưu điện với tiệm điện thoại thì mở cửa thôi nha cả nhà. Còn lại tất cả thì đóng cửa hết nha cả nhà. Bà nội bà hút thuốc hôi quá hôi. Đây là tiệm giày Aram. Giày này của đàn ông.
Đây cũng của đàn ông luôn. Cái bóp này của đàn ông nè, 30 euro. Đây là đồ của phụ nữ. Dài tiệm Eram mà không đẹp nha cả nhà, model giờ model hết đẹp rồi. Trời chuyển mưa. Cái bóp xấu quá, 35 đồng. Hai cái bóp cầm tay, 35 đồng. Thấy bắn mắt không? Giờ là mình đứng đợi ngay trạm xe buýt đây. Cả nhà thấy vắng lặng luôn ha. Đường phố vắng tanh vắng tẻo, kẻ qua người lại, tiệm tùng thì đóng cửa hết nha cả nhà, tất cả đều đóng cửa hết. Ngày chưa biết khi nào mở cửa. Cả nhà thấy có ngọn tháp ở đằng không?
cao ghê chưa. Khu phố ngày xưa, khu phố ngày xưa, ngày em chưa biết gì. Mấy cây này nó đang cho ra hoa. Bốn giờ nha cả nhà. Chưa biết khi nào nó mở cửa cho người ta buôn bán. Giống như cái bãi tha ma. Giờ chiều lạnh rồi cả nhà ơi. Ở nhà nhìn thành phố rồi thấy buồn không? Bình thường đó là người kẻ qua người lại nó nghẹt hết trơn. Tiệm tùng mở cửa. Mà bây giờ là khép kín lại hết rồi. Chưa biết khi nào nó mở cửa lại. Mình xin kết thúc ở đây nha cả nhà.